Hello, xin chào tất cả bạn và các em. Chúng ta lại quay lại chuỗi chuyên đề lý thuyết Calculus mỗi ngày 15 phút đề số 07. Và chắc chắn là cho đến ngày hôm nay thì với cái những cái chuỗi video của thầy thì đã giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em cái khả năng phải làm những câu lý thuyết Calculus đã thượng thừa rồi. Và hôm nay chúng ta tiếp tục thêm những cái câu này nữa nhá. Câu số 1 ạ. Xác là một disaccharide có nhiều trong cây mía của cải đường. Công thức của xác là C12H22O11. Đúng không? Và đề bài hỏi là bao nhiêu nguyên tử oxy thì chúng ta sẽ có 11. Đáp án đúng là đáp án D. Câu số 2. Thủy phân hoàn toàn chất X trong môi trường axit đun nóng không tạo ra glucose. Thì nó không thể là sen, không thể là xác, không thể là tinh bột được mà chỉ có thể là tripalmitin mà thôi. Câu số 3. Thủy phân hoàn toàn 1 mol xác thì mình sẽ thu được 1 mol glu và 1 mol fructose. Đáp án đúng là đáp án A. Rất dễ đúng không? Câu số 4. Glu là hợp chất hữu cơ thuộc loại nào? Thì glu nó là hợp chất hữu cơ thuộc loại tạp chất. Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 5. Carbohydrate glucid saccharide là hợp chất đa chất là sai nhé. Tạp chất mới đúng. Có công thức chung là CnH2O tất cả m lần. Đáp án đúng là đáp án B. Câu số 6. Công thức nào sau đây là của fructose ở dạng hở? Thì chúng ta nhớ cho thầy là fructose nó phải có nhóm chất CO. Chó là bỏ này. Đấy chưa? Nó có nhóm chất CO. Và CO của nó ở ngay bên cạnh nhóm OH. Thằng này bỏ này. Thằng này bỏ này. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể là đáp án A mà thôi. Câu số 7. Tinh bột và sen thì đều không thuộc loại nào? Thì tinh bột và sen chúng ta đều thuộc loại polysaccharide, đúng không? Thì nó đều thuộc glucid, polysaccharide, carbohydrate, còn không thuộc loại monosaccharide. Bởi vì monosaccharide chúng ta chỉ gồm gì thôi ạ? Chỉ gồm gì ạ? Glucose và fructose. Câu số 8. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Ở dạng mạch hở thì glucose có 5 nhóm OH kề nhau. Đúng. Thủy phân glu. Glu làm sao thủy phân được? Glu chỉ lên men để thu được alkoxylic mà thôi. Câu số 9, nhận xét nào sau đây là sai? Glucose được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm đúng. Gỗ được dùng để chế biến thành giấy đúng. Sen phản ứng màu với iốt là sai. Tinh bột mới phản ứng màu với iốt. Câu số 10. Những phản ứng hóa học lần lượt để chứng minh rằng phân tử glucose có nhóm chất chó thì chắc chắn là tráng gương. Mà nhiều nhóm mắt liền kề nhau thì chắc chắn là tác dụng với CO2 lần thì không phải lên men. Tráng gương và phản ứng với CO2 lần nhiệt độ phòng tạo dịch màu xanh lam. B. Bỏ. Câu số 11. Polysaccharide X là chất rắn ở dạng bột vô định hình màu trắng tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Vậy X chắc chắn là tinh bột. Thủy phân hoàn toàn X thu được monosaccharide Y. Vậy Y chắc chắn là glucose. X dễ tan trong nước lạnh, sai. Tinh bột không dễ tan trong nước lạnh. X có phản ứng trắng bạc, sai. Phân tử khối Y162, sai. Glucose 180. Glucose cộng hydro tạo thành sorbitol, chính xác. Đáp án đúng đáp án D. Câu 12. Chất X có trong hầu hết các bộ phận của cây như lá, hoa, rễ, nhất là trong quả chín. Vậy X từ quả chín ở đây là từ mấu chốt. X là glucose. Trong công nghiệp thực phẩm, chất X là nguyên liệu để sản xuất bánh, chất Y là sản xuất bánh kẹo, nước giải khát, đồ hộp. Thủy phân Y thu được X, vậy Y chắc chắn là xác. Vậy X là glu, Y là xác. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 13, phát biểu nào sau đây là đúng? Amylose có cấu trúc mạch không phân nhánh. Amylose cấu trúc mạch không phân nhánh. Đúng. Đúng luôn. Cellulose đi saccharide là sai. Glucose bị oxy hóa là sai, phải bị khử trong môi trường axit. Xác không bị thủy phân, sai. Xác bị thủy phân chứ. Câu 14 ạ. Điều nào sau đây khẳng định là sai? Trong mật ong thì chứa nhiều fructose và glucose. Trong mật ong chứa nhiều fructose và glucose. Đúng. Saccharose được cho được phản ứng thủy phân trong môi trường axit. Xác cho được phản ứng thủy phân trong môi trường axit. Saccharose cho được phản ứng thủy phân trong, đúng. Dùng dung dịch AgNO3 trong N3 đun nóng để nhận biết glu và xác, đúng. Xác được tạo bởi một gốc alpha glu và một gốc beta fructose chứ không phải là alpha fructose. Câu 15. Nhận định nào sau đây là đúng? Saccharose, amylose và cellulose đều cho được phản ứng thủy phân, chính xác. Amylose và cellulose là poly, đúng không? Xác là đi. Tinh bột và sen đều có chung công thức nên chúng không phải là đồng phân, sai đúng không? Sen được tạo bởi các gốc alpha, sai. Sen là phải beta glucose. Thủy phân đến cùng amylopectin thu được hai loại là sai, một loại thôi, một loại glucose thôi. Vậy đúng là A. Câu 16.
Chất X là thành phần chính tạo lên màng tế bào thực vật và bộ khung cây cối, và X là cellulose. Thủy phân X thu được Y, và Y chắc chắn là glucose. Trong mật ong, Y chiếm khoảng 30%, trong máu người có lượng nhỏ Y không độ là 0,1%. Phát biểu nào sau đây là đúng? Y độ ngọt lớn hơn đường mía là sai, glucose là ngọt kém hơn xác. Y bị khử là sai, Y phải bị oxy hóa bởi bạc cộng. X là sen, Y là glu, chính xác luôn. Đáp án đúng đáp án C. Câu 17. Glucose thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của ancol chức, đúng. Anhít đơn chức, chính xác luôn. A. 18. Cho các phát biểu sau đây, số phát biểu đúng là: glucose được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. Glucose được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. Chính xác. Chất béo là diete của glycerol, sai, nó phải là trieste. Trong phân tử amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Đúng. Trong mật ong chứa nhiều fructose, chính xác. Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người. Chính xác. A, C, D, E, 4 nhận định đúng. D ạ. 4 nhận định đúng. Câu 19. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là: xác được cấu tạo từ hai gốc alpha, sai. Xác được tùy từ alpha glu và beta fruct. Oxy hóa glucose bằng hydro thu được sorbitol. Khử glucose bởi vì hydro, từ hydro không về hydro dương 1 thì hydro đóng vai trò là chất khử, thì glucose đóng vai trò là chất oxy hóa thì nó phải là bị khử. Sai. Trong phân tử fruct có một nhóm CO là sai. Fruct chỉ có nhóm ceton thôi. Cellulose trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói, đúng. Trong phân tử sen, mỗi mắt xích có 3 nhóm hoạt tự do, đúng. Xác bị thủy phân trong môi trường kiềm, sai. Thủy phân trong môi trường axit. Vậy mình chỉ có 2 phát biểu đúng thôi, là D và E. Câu 20, câu cuối cùng ạ. Cho các đặc tính sau. 1 là chất rắn kết tinh. Đặc tính đúng của xác. Chất rắn kết tinh dễ tan trong nước, độ ngọt hơn đường ngọt, đúng. Hòa tan siêu hot hai lần nhiệt độ thường, đúng. Cho được phản ứng thủy phân, đúng. Tác dụng thu được sorbitol, tác dụng hydro thu sorbitol, sai. Cho phản ứng tráng gương, sai. Chỉ tồn tại ra mạch vòng, đúng. Trong công nghiệp dược phẩm dùng để pha chế thuốc, đúng. Tác dụng với dung dịch brom, sai. Vậy số đặc tính là 1, 2, 3, 6, 7, 5 đặc tính đúng. Đáp án đúng đáp án C. Đấy. Trên đây thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta 20 câu lý thuyết cực kỳ thú vị của bọn Carbograss. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi và ủng hộ nhiệt tình thầy. Bạn nào mà muốn tìm hiểu về các khoa học chuyên sâu của thầy về phần hóa học lớp 12 thì vui lòng có thể inbox cho fanpage, đó là khóa S1. Ok, bye bye, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại.